mến, hiện tại thì em Dương cùng với lại Bí Thư Già đang có mặt tại khu nhà của bé dinh dưỡng như của bác nhá. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục anh em cũng có mua gạo và sữa, thịt. Hôm nay em Dương có mua cả một ít bột ăn dặm và thêm cả cái ngũ cốc này vào cho cháu bé luôn. Thì hôm nay thì trước ngoài cái việc mua lương thực và sữa và cho cháu bé thì em Dương còn có một cái thông báo, đó là của cô Lệ Hoa cũng có gửi khoản hỗ trợ về giúp đỡ cho nhà cháu bé dinh dưỡng nữa. Thì tuy nhiên ở đây thì hiện tại là nắng, mặc dù là đang mặc áo khoác đấy, nhưng mà thì anh em sẽ vào trong này để đi vào trong nhà thông báo với gia đình luôn. Ô, cái này là cái củ cải sao nhỉ mà già nhỉ? Củ cải chán đấy. Củ cải trắng à? Ở chỗ đợt mà anh em mình đi nấu ăn ở chỗ khu nhà của cái gì nhỉ? Hôm đấy già không đi, hôm đấy là có anh cái trưởng thôn thôi. Lũng Pù à? Cũng ở Lũng Pù này. Em chào chị nha. Chào em bé nha. Chào đây là Thóc à? Hồng đi nha. Hả? Đòi sữa à? Hồng đi nha. Mà sữa không? Hả? Đang đứng nước à? Ồ, để đây đã giải. Thế nha chị nhá, hôm nay thì đấy, đợt trước chị cũng có bảo là nhà thì cũng hết gạo ăn rồi đúng không? Đấy. Đấy. Hôm đợt nọ thì cũng bảo là cũng hết gạo ăn rồi. Thế là sau đấy thì sữa của cháu bé là cũng hết rồi đúng không? Chị mua chứ cháu chưa, không hiểu. Sữa là cũng hết rồi. Đấy thì hôm nay bọn em vào thì cũng có mua gạo vào này. Đây có tiếp tục mua thịt đây. Mua thịt cho cháu bé đây, cả sữa thì em vẫn mua cái loại đấy nhé, cái loại mà gia đình thường hay mua về cho gia đình dùng ấy. Cho cháu bé. Thì vẫn pha như thế nhá. Ôi à. Ông bao to to nhỉ, ông thích to. Đây, cái này loại này cũng giống như loại đợt nó uống kia nhá. Đấy vẫn vừa pha như thế. Còn ngoài ra thì em cũng có mua cho một cái gói ngũ cốc này, bổ sung đây này, khi thiếu canxi thì kéo dài sẽ dẫn đến trẻ còi xương chậm lớn, nếu hấp thụ đủ canxi trẻ sẽ có xương chắc khỏe khi trưởng thành. Đấy thì cái này là cho trẻ dinh dưỡng còi xương đấy. Cái này pha với nước rồi nhá. Đây cho một gói vào, khoảng gói 25g và bột ngũ cốc này vào 1 ly, đã đổ khoảng 120ml nước. Thì một gói này bằng cho vào một cái liều lượng nước bằng 120ml giống như là chị pha sữa thế này. Là ra vào. Thì nó tiếp tại vì nó chi. Ai ơi à. Ờ này này tí. Mà ờ ờ cho bé còn đâu thì nhà đi ít buồn nữa đâu. Có nhà của tao ờ phà phà có mì đâu, mì giáo này. Cho cái cú tao đó. Ờ. Đấy. Nhưng mà không cần phải pha vào trong cái bình sữa đâu nhá. Má chỉ sót tròn cho họ à. Luôn luôn ở bên đó. Ờ, cho họ ấy luôn can tí. Cái này là được tặng này. Cái này là được tặng cái gì nhá? Hạt nêm à, cái này một gói hạt nêm. Cái này hạt nêm để nấu ăn ấy. Dạ. Tặng kèm theo luôn. À, cái này được tặng kèm theo gói hạt nêm. Cái này là để nấu ăn nhé, cho vào rau canh. Bọn mình mà im gì à, ơi là chỉ có thật thừa rau canh dê nè. Ai mua ngay tên mà dù trâu đâu nhá hả? Trâu mình cho các gì nhá. Giờ à, cho bố mẹ đi nè. Cho bố mẹ đi mà ở chỉ vô phạt đâu không thì tao. Ô phạt đấy luôn à. Cho một cái cốc cũng được rồi. Ta chỉ mà ô phạt còn mua ít của nành cậu. Nên mà ít bộ nhá hả? Ồ, thì đây chỉ lì mà ồ, thì đây đó luôn thì ta ít bộ nâng cầu ta mà thì đó không luôn tỉ mà thế bao mà ít bộ hỏi tên nhá hả? Đây cái này là cũng là cái bột ăn dặm này, em có mua thêm một cái bột ăn dặm nữa cho cháu. Cái này là gạo sữa đây, thì cái cách này, cách pha là cũng như nhau thôi. Bây giờ là cho khoảng 2 muỗng thì bằng 60ml. Hai muỗng thì bằng 60ml này. Đấy cứ một muỗng là 30ml thôi. Đúng rồi. Đấy. Hai cũng, muỗng này. Hình như là nó cũng pha dạng như thế, dạng như thế. Kiểu pha sữa đúng này luôn. Đúng rồi. Đâu nhỉ, cái này là đây. Ê, cái này là như nhau mà. Sao là khác nhỉ? 38 24 3 68. Khác à? Hả? Hai bình khác à? Đâu, cái này là sữa, còn cái này là bột ăn dặm. Thấy chưa? Thì cái pha cũng như nhau thôi. Đấy.
cái bột ăn dặm này cho vào bát, mà cho nước vào nó cho nó nó như dạng như kiểu cháo ấy, nhưng mà cho loãng một tí. Hôm nay cháu hay luôn thì tức là đến bây giờ thì cháu cũng có răng rồi, cháu ăn được rồi, nhưng mà anh em muốn là bởi vì là từ lúc bé thì cháu đã bị còi xương chậm lớn rồi, thì anh em muốn bổ sung thật nhiều chất dinh dưỡng để cho cháu hồi phục sức khỏe, để cho cháu có tăng được cái sức đề kháng và có không bị ốm đau nữa, cháu phát triển một cách bình thường đã, sau đấy lúc đấy thì mình mới có thể là hạn chế dần những cái như là bột ăn dặm này. Đấy, thì anh em sẽ nói chung là bây giờ tập trung là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cháu để cho cháu phát triển một cách bình thường và cũng như là tăng sức đề kháng cho cháu trước đã. Vì từ bé là cháu đã không được ăn sữa mẹ thì cái sức đề kháng của trong người là đã không có rồi. Đấy, không được cung cấp sức đề kháng thường xuyên này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bị thiếu thêm một cái phần nữa, đó là hàng ngày là cháu chỉ có ăn cái bột gạo. Vâng. Bột gạo khoáng lên dạng như kiểu cũng như là bột ăn dặm đấy, dạng vâng. như kiểu như thế này này. Vâng. Để ăn thôi thì ăn kiểu như nấu cháo nhỉ. Đấy, ăn kiểu như nấu cháo đấy. Cái gạo nghiền ấy. Đấy, thì mới cháu mới bị thiếu như ngày hôm nay. Vâng. Đấy, đấy là những cái phần quà mà em có mang vào đây. Là hôm nay thì em cũng có thông báo với chị có một tin rất là vui như này. Trước cái khoản quỹ của các cô bác có gửi về giúp đỡ cho cháu bé sinh dưỡng ấy, trước đấy thì vẫn còn là 7.665.000. Thì đợt vừa rồi cũng được cô Lệ Hoa, cô có gửi về đến tổng là 2 triệu, giúp cho cháu bé sinh dưỡng này là 1.800.000. Còn 200.000 thì hỗ trợ cho em Dương tiền xăng xe đi lại. Thì còn sau khi được cô Lệ Hoa giúp cho 1.800.000 nữa, cộng vào thì có là 9.465.000. Thì hôm nay anh em có mua gạo này, thịt này, sữa này, bột ăn dặm này, cũng như là ngũ cốc đấy. Thì cái này toàn những cái đồ đắt tiền thôi, đi hết là 1.015.000. Sau khi trừ đi thì vẫn còn dư là 8.450.000 ạ. Thì nhân đây thì cháu Dương cũng xin chân trước khi để gia đình cảm ơn, thì cháu Dương cũng xin chân thành cảm ơn cô Lệ Hoa đã gửi khoản hỗ trợ này về, không chỉ để giúp cho cháu bé sinh dưỡng, còn giúp đỡ cho cháu Dương có thêm tiền xăng xe đi lại để vào hỗ trợ cho bà con. Xin được kính chúc cô cũng với toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và làm ăn phát tài phát lộc cô nhé. Còn đấy thì đây già cũng có thông báo với chị là có cô Lệ Hoa hỗ trợ thêm 1.800.000 nữa. Thì sau khi trừ cái tiền mua đồ ăn hôm nay đi thì bây giờ vẫn còn là 8.450.000. Vâng. Đấy. Này thì phần này mà mấy tủ phao hùa Lệ Hoa nếu gửi khó nhiên tốt đó nhờ ý trò gì bùa nào thế. Đúng rồi. Đấy. Thì, cộng với lại cả cái trước nữa. Cộng trò là cho số gửi vấn đề là cho phao ý à giờ chỉ vừa giờ gì giờ nó cứ tiếp tay là gửi tôi thế mà cho về chưa cho tao mà bây giờ còn thì tại ý trò lên chi trả xe phải không? 115.000 thôi. 1.115.000. 1.015.000. Đấy đấy. 1.015.000. Tại ý trò lên cầu chi xe nhá hả? Thì bây giờ vẫn còn dư là 8.450.000. Nên cho gì cho gì bùa bao cho chiếc xe. Mà khó này mà khi đó rõ lý giá ổ sáng 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 là cho phao cho tí lò tí ú bá bá tùm nhựa. Mà sáng sáng là cho phao sáng sáng này là bá cho tùm nhựa mô 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 này là bá yếu yếu nhìn cho đó tùm nhựa sáng 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 cho phao. Vâng, đây là lời cảm ơn của chị mà mẹ của bé cháu bé sinh dưỡng, cũng rất là cảm ơn tất cả cô Lệ Hoa cũng như là các cô bác mạnh thường quân đã gửi những khoản hỗ trợ về giúp đỡ cho gia đình cũng như là cháu bé. Thì ở đây thì già nói được tiếng dân tộc thì cũng bảo với chị rằng là cái số tiền này thì mình sẽ không đưa lại cho gia đình mà xem hàng tháng sẽ mua sữa này cũng như là mua những cái đồ ăn vào để cho bổ sung chất dinh dưỡng cho cháu. Vâng. Đấy, còn là gạo nữa. Nhưng mà ở đây nhá, gạo thì hàng tháng mua vào thì không phải là cái này là để hỗ trợ tạm thời trong gia đình trong cái khoảng thời gian mà đang khó khăn này thôi. Vâng. Chứ ngoài ra thì gia đình cũng vẫn phải cố gắng phấn đấu cho cuộc sống của riêng mình chứ không phải trông chờ vào các cô bác. Vâng. Nói rõ là như thế. Vâng vâng. Ấy nhà này thì là dường hài mà này thì kho thì mà bé kho nhẹ bé u nhà kho thông bỏ đó u nhà kho thông bỏ đó lọ kho là bé chỉ mua đó tua bé yon gì thì bé chùa gì rồi thì thôi thì nên nó ta mình nhỏ họ sửa ta mà bé cho yon lọ chứ
chia thứ hai trò chu lò xì bùa cú chú chát chế giả ở bên hai tiệm yuan đồng đào lò ý trả chị à ở nơi phim nó trò trò mà người cho nhiệt tạm mà tỏ cái người chỉ mới xin nó anh ấy yuan một khi nơi thế chị ba thì mình nhiều thế nơi ba nơi chỗ thành thế giờ chị thấy ít khó khó giờ dùng phim tỏ lại nhá dùng tỏ lại mà dùng ý là thảo dùng chơi ba tôi chỉ muốn thành ba nhiều nhá lời chỗ ba tàu lưu sĩ chánh và thảo bé chỉ có món nó ta sĩ lưu sĩ chánh ở bé tạm mò thôi nhá đấy đấy là anh em là cứ phải nói rõ như thế này các bác, bởi vì là nói chung là không phải là cứ ở đây trong có thể là người ta sẽ không nghĩ như vậy, nhưng mà theo lâu ngày người ta cũng sẽ sợ là bà con sẽ trở thành cái thói quen là ở đây cứ hết gạo là sẽ có anh em đội team là mua vào, chứ không không cần phải làm đâu. Mình cứ phải nói rõ với bà con là như vậy. Đúng. Mình cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình sau này, không phải là anh em theo chân bà con mãi được. Vâng. Đấy, mình cứ phải nói rõ. Bởi vì thật sự ở trên này là như có một cái quan điểm như thế này, là có nghĩa là mạnh thường quân, các bác mà gửi tiền ủng hộ cho gia đình, một gia đình nào đó, nếu mình thông báo lên là còn bao nhiêu tiền thì sẽ trông chờ vào nhiều. Đúng rồi, ý là đấy, vẫn còn tiền đấy, chắc chắn là người ta sẽ mang vào cho mình ấy, đúng đấy, không? Đúng rồi, trông chờ đấy. Nhiều. Còn và dự ra ngày hôm nay thì ngoài cái những cái thông báo đấy thì em Dương cũng đang rất là mong muốn là bởi vì xem ở hiện tại là gia đình đang với cái số tiền đấy để mà sửa nhà cho gia đình nhà em Xính thì chắc chắn là không được rồi các bác. Bởi vì thứ nhất, đây cũng không phải là nhà của em đấy, đây là nhà gọi là ở nhờ nhà người ta thôi. Đấy, đây là ở nhờ nhà người ta sửa sang lại thì cũng không sửa được. Mà để làm nhà mới thì cái số tiền hơn 8 triệu thì chắc chắn là cũng sẽ không rồi. À, thì là nhà của hai vợ chồng là vẫn chưa không có nhà, không có nhà cửa. Nhà này là ngày trước là có hai ông bà cụ già về đây là ở đây, nhưng mà hai ông bà cụ mất rồi thì bây giờ là con cái cũng như là cũng chưa sử dụng đến thì là cho hai vợ chồng em Xính là ở nhờ thôi. À, đang được mấy hôm hết sữa đúng không? Anh em đang căn cũng vừa đúng cái thời gian mà cháu bé bị hết sữa luôn. Bây giờ nhìn mặt là mập mạp hơn rồi nhé. Nhìn bé này sinh dưỡng bé rồi đấy nhỉ? Gần 2 tuổi rồi hơn một... Đấy. Cái thời điểm mà bọn tôi xuống vào lần đầu tiên ấy, lúc đấy còn nhìn hơn bây giờ nhiều, bây giờ có da có thịt hơn rồi, hai cái má bắt đầu phình phình ra rồi đấy. Bye bye ạ. Bye bye. Bye bye. Lau mũi cho con đi chị. Lau mũi cho con đi. Đang đòi sữa à? Nếu bỏ là ăn cơm chứ. Nó tàn lắm. Xính đi lại đi làm thuê rồi à? Mua rồi. Tâm bảo nè. Chỉ mua phí nào? Mua mà đi. Ít hết chỉ tạo ít, chỉ khác. Ít khác đi. Mấy thiên, mấy chỉnh thiên chua đoàn rồi. Đây cháu bé là đang muốn uống sữa hoặc là đòi mẹ đây. Nhưng mà cái này hình như là chị căn không đúng hay sao á. Ô chị hù lò. Đây này này. Cái này lúc nãy chị vào cho vào bao nhiêu muỗng ấy? Cho đi ạ. Bốn muỗng. Từ. Cái này vặn nắp này vào đó. Không cần phải cho cái thìa vào để khoáng đâu mà. Vặn cái nắp này vào nó lắc lên là được. Nhưng mà chưa uống được bây giờ đâu. Nóng. Vẫn còn nóng lắm. Để lắng xuống nước nước lạnh. Đúng rồi, cái nhiều lượng của nó rồi. Tưởng là lại không biết pha. Tại cháu bé là từ cái lúc mà anh em có muốn sữa về ấy. Từ cái lúc mà anh em muốn sữa về thì cũng có hướng dẫn cho gia đình rồi. Là cũng có biết pha rồi, cả em Xính nữa. Nó ngâm cho nó nguội đó, cháu là đói quá rồi. Ô cái cốc cái gì đây? Cốc chóc.
Ôi thì... ớt. Ăn ớt nhiều nhỉ? Để vào chúng khóc cái không này... cho bát. Không cho bát luôn. Cô à? Đói. Chị cô sẽ... Đói bằng được ạ. À. Ôi giời ơi. Ngon nhỉ? Cho chú uống với. Ngon chị ra. Cho chú uống với. Chị phố nè. Có bác ạ, thật sự ra là trong cái thời gian này thì cháu bé cũng được ăn uống đầy đủ và có cả sữa để mà uống ấy, thì nhìn bây giờ là cháu cũng có da có thịt hơn, gọi là em quay phim bảo là bây giờ còn hơi mập hơn một chút rồi đấy. Cái đợt trước vào trước này anh em vào thì cũng người có còi xương mà bé. Còn mũi da bọc xương thôi, gọi là không phải nói quá, thật sự là như vậy. Đấy. Cái này phải bổ sung chất dinh dưỡng vào, kiểu như sữa mẹ không đủ trước. Không có sữa mẹ ăn từ bé luôn. À thế. Nên là mới thành ra là như thế. Tội quá. Đợt từ cái đợt mà đi dưới Hà Giang về, đi chữa ở dưới Hà Giang về thì là đợt đấy, sau cái đợt đấy thì mới cháu mới được như ngày hôm nay đấy. Vâng. Đó. Nhìn thật tội. Còn còn... em trên này thì cũng không đủ cái khả năng để đi kiếm tiền nuôi con nhỏ. Đây có khoai lang này. Nhân vật lia hả? Này... Này bẻ ném mộ tàu vật lia hả? Cái này thiếu cái ăn lấy về ăn hay là lấy ăn để chơi thôi? Con này chỉ mua món này gà lón đỏ đỏ này cho sửa gà lón của nó này. Thế là của nhà bà bảo là thôi không gì ăn thì cho vài cái về cho mẹ ăn. À, tức là lấy về ăn để chơi thôi đúng vâng, không? Vâng. Thôi chỉ bố mình nhớ nó. Không cái cho này, con ăn đấy. Nói chung là thật sự để mà khoai lang nướng này ở đi dỗ một số cái tụ điểm du lịch. Đúng ta, rồi. Khách du lịch rất là thích ăn. Cái khoai lang tím này là ở trên, nói chung là mọi miền đâu cũng có. Tuy nhiên là trên này là cái khoai lang tím này là rất là nổi tiếng ở trên này. Và như khu du lịch cũng khu bán quán nhà hàng đấy. Nói chung là nó tùy vào thổ nhưỡng đất thì tùy vùng miền thì nó sẽ có cái vị khác nhau chứ không phải nó giống nhau. Ví dụ như là lá bắc mật này hay là cây cây na chẳng hạn. Có một cái gì đó rất là khác, ví dụ lá bắc mật ở chỗ Lạng Sơn này với cả na ở Lạng Sơn nó ăn sẽ khác, ví dụ như ở trên mình như này. Không, mặc dù cũng có trồng được cây na đấy nhưng mà ăn nó không có cái vị thơm mà đấy. Đúng rồi. Đấy, nó rất là khác luôn. Cái lá bắp mật thì ở ngoài trên huyện mình thì cũng có, tuy nhiên là ít. Đấy. Số lượng ít hơn so với dưới anh Ngọc. Đấy. Ở Lạng Sơn kia là cũng rất là nhiều luôn và rất là nổ về lá mật quay như cái con lợn hay đặc sản vịt. Là vịt quay lợn quay rồi. Đúng rồi. Một hơi hết luôn rồi. Úi giời ơi. Ít giờ hỏi phương thì nó ít tay nhỉ? À, tức là mỗi bữa uống là phải một cốc như thế này. Đấy, một bình. Một bình, uống hết bình luôn. Ừ. Chẳng chưa ăn no chưa? Chẳng tỉnh trong thì lì nội, họ ít ít luôn. Hái phở. Họ khắc khô ớt thì trong cho hỏi ít họ. Ồ. Tức là một hai tiếng lại uống một bình. Ồ, chỉ tao lấy mỏ đó nó rồi. Thế anh chủ bé một tí thế nào? Ờ, nó mềm mềm thế. Ừ. Lấy một tí. Ừ, chị quên. Xính con. Nhìn nhanh ta. Mua. À, tức là đòi mẹ đi cùng đấy. Bây giờ nói được nhiều hơn một tí rồi. Thả tao mấy chị ơi nhỉ? Bác hôn nhỉ là? Bác hôn nhỉ. Trước là không biết nói đâu, trước là chưa biết nói đâu. Chỉ biết gọi là... Hả? Bác hãy một khứ thế. À, mục bư đi ngủ à. tức là bây giờ là cháu nói được là đi ngủ này, gọi mẹ này, ăn cơm này và uống sữa này đấy, cũng biết gọi là nhiều quá chị mục bư nhá. mục bư nhá bye bye mục bư bye bye một niệm bye bye thêm một niệm bye bye một niệm bye bye là một niệm. Bye bye tầm một niệm này. Chiều một niệm, chiều một niệm này một chuyện một xí nhá. Nhá. Đây chỉ tao mới thành lo lỏ. Đây cái bụng của cháu đây. Ngày trước là vén như thế thấy toàn xương sườn, bây giờ không thấy rồi. Bây giờ mất xương sườn rồi. Đây là mật bật một chút rồi. Bây giờ mất xương sườn rồi. Đấy, đang ăn no.
là may mà em bảo này độ tin về kịp lúc. Thật sự là mình còn quên. Hôm nay mình về mình cũng quên một chút là không mua thuốc tẩy giun cho cháu. Vâng vâng đấy. Đến bây giờ mới nhớ đấy. Không biết là hàng tháng là có được uống hay không nhưng mà thế thì để sẽ để lần sau đi. Vâng. Để lần sau anh em sẽ tiếp tục mua thêm cả thuốc tẩy giun cho cháu nữa. Mọi lần vào thì cũng ý là cũng không nhớ đến đi cô bác. Vâng. Thế thì đi chú này không? Nó. Đúng như than rồi. Tôi là ngày trước là tôi có một thời gian tôi ở trong viện cùng với lại hai bố con là ở lâu đấy còn nó còn không chịu cơ. Đúng rồi. Kiểu cái thời gian đấy tiếp xúc nhiều ấy là cháu cũng quen mặt rồi nhưng mà còn không chịu bế cơ. Vâng. Đấy. Kiểu nhìn lạ lạ một tí là không chịu bế mà 2 tuổi rồi thì cũng còi quá nhỉ. Rất là còi luôn. Có mỗi bao nhiêu cân thì mình nhỉ? Gần 3 cân. Gần 2 tuổi. Đâu? Hình như là 8 cân đi ra. 5 cân. Hả? 5 cân. 5 cân đi ra, 5 cân đi 8 cân gì đấy, lúc đấy. Thằng bé là có 5 cân rồi. Đấy, là gần 2 tuổi đấy. 5 cân là con 2 tuổi mà 5 cân là quá. Bây giờ chắc chắn là khác rồi. Vâng vâng. Nhỉ. Thì khác rồi, bây giờ tớ có thịt rồi nhỉ. Chị khó ăn. Tớ nói được rồi nhỉ. Nhỉ nhá. Muốn nhỉ nhá. Nhá. Các bạn ạ. Muốn nhỉ nhá. Gọi một con nó nghe thấy. Ấy luôn. Đây này, đây. Đây. Con sang này. Ô, chào tụi mình nhỏ nè. Tớ chỉ mua à. Ồ, thì tụi mình. Đây các bác, ngày hôm nay thì ngoài những cái thông báo tiền nong này cũng như là một số cái mang quà, mang phần hỗ trợ và cho giúp đỡ cho gia đình thì em Dương cũng đang tính là bởi vì gia đình hiện tại cũng đang thiếu mất một cái siêu đun nước này cũng như là mùa đông cũng đã đến rồi thì anh em sẽ mua thêm cho cháu một vài bộ quần áo. Một vài bộ quần áo ấm nữa để cho cháu nữa và thêm cái siêu nữa. Nhưng mà sẽ là để đợt sau anh em vào để sẽ tiến hành mua cho cháu sau. Còn bây giờ thì còn cũng em Dương cùng với Bí Thư Già còn có chút công việc nữa. Chắc anh em cũng xin phép được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo ạ.